Trong bao nhiêu năm? Dạ là con là 34 năm. 34 năm. Ờ 34 năm. 34 năm mà con là bên nữ mà con lấy vợ bên giáo. Thế là bên nhà vợ thì bắt học giáo lý. Thế thì là con học giáo lý xong thì con vào làm phép phân phối trong nhà thờ. Thì con lấy được vợ là con thôi đi nhà thờ. Thì xong biến cố 34 năm, con lấy vợ 34 năm. Thì trong quá trình năm ngoái có con em là bên em, con là bà dì, nó mắc một chứng bệnh ung thư, tức là ung thư cổ này, nó không biết. Xong bà mẹ chết, bà mẹ đẻ ra cái gì ấy chết. Thì đi đến đó thì bị hơi lạnh và nó chạy lên ảo và ra bệnh viện ung thư Hà Nội, Hà Nội. Thì người ta bảo là bị di căn lên ảo rồi. Thì đến cha xứ cầu nguyện, xin cha xứ cầu nguyện cho, thì bảo là tôi cầu nguyện cho cô, nhưng cô tốt nhất cô vào trong Cha Long. Thế thì ai nói với người đó vậy? Không, cha xứ ở cha xứ đó. Thế thì con kể cho cha và cộng đoàn nghe. Thế thì cô tháng tư năm ngoái vào đây nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì cô về thì chứng kiến con thấy là một bên xương đây là hồi trước cô ở nhà là cao và thấp. Thì cô nói anh nghe Ngọc ơi, anh nhìn cái xương em đây bây giờ bằng lên không bằng, nhưng đúng bằng thật chả. Đúng bằng thật. Và từ đi đến bây giờ, đến bây giờ người có béo đỏ ra và trở lại bình thường. Đấy, không. Hallelujah. Hallelujah. Cô tên là gì? Cô tên là gì ở đâu? À, cô là... À, không. em vợ và lại là con nhàng, tức là em có bà gì và con nhàng em bà gì con đấy ở xứ từ Thanh Hóa mà rồi từ xứ Đồng là chứ là xứ Đồng đấy. Vâng, con kể ta nghe và con còn nghe. Thế con kể từ không này. Thế thì vào cho con mượn một cái đài của cha năm trăm bài đảng ấy. Thế thì con nằm vào võng con cứ thì thầm con nghe, càng nghe càng ngấm mà không bao giờ con nghe được cha nào chứ cha Long mà giảng nên ngấm như thế. Không thật, đấy là con rất thật. Nghe ngấm mà con nghĩ trong người của lâu nay 34 năm lấy vợ, Chúa vợ ban cho mình được hồng ân bao nhiêu từ con đến gia đình và kinh tế mà mình không biết. Đấy. Sau bắt đầu là vợ con, cái hai vợ chồng mượn được cái đài thì cứ tranh nhau nghe rồi. Thì nhà con thì cứ ở trên nhà con quay hàng. Vì nhà con bán hàng mà, vợ con dưới bếp phục vụ. Nghe được tí thì vợ con lại giận. Mà được tháng sau thì con em nó xuống nó lại lấy đẻ. Con tức quá rồi. Con xuống dưới nhà ngoại, thì may là có cái đài, con dòng dưới nhà ngoại. Con chỉ gái, con mượn về. Con nghe ngày nghe đêm. Đấy, con nghe xong thì bảo là con thấy vợ con mấy năm ăn lúc năm ngoái, vợ chồng con mới biết được lòng của tôi cho. Thế thì vợ con mắc một cái chứng bệnh, tức có nghĩa là kém ăn kém ngủ, đau dạ dày, uống bao nhiêu bột nghệ là mua từ 600 đến 700 một cân, rồi uống bao nhiêu thuốc nam thuốc tây thuốc bắc không khỏi, càng ngày bệnh càng nặng lên. Thế thì nhắn tin cho ra, nhắn khẩu như là muộn ấy, cả phím ấy không được. Thế là vợ chào vợ con cứ tín phát vào Chúa, lên bà thờ là con có bà thờ Chúa mà. Lên đến đó cầu nguyện. Thì bệnh vợ con tự nhiên cứ từ khỏi. Đó là con nói thật sự, con chân Chúa con nói thật sự. Hallelujah. Hallelujah. Thế là khỏi. Khỏi thì có một người hàng xóm, con kể cái người hàng xóm nữa. Là người bên lương. Là mới có 31 tuổi, năm ngoái 31 tuổi, hôm nay là 32 tuổi. Hầu như 30 năm trời không được. Không có ngủ là cái gì hết. Con cũng bao giờ nó sai con lúc trước luôn rồi. Và ăn kém ngủ kém và đau dạ lại đau dạ dày. Chứ tình cờ cái bữa hôm đó là thì mấy hôm rồi cứ bảo đi nhà con, cái nhà nó gần nhau là khu quê thì lên ở. Thì con lấy vợ con là sang đó. Ta nói là nó chắc thì còn Trà Long. Nhưng vợ con cái ngại ở chỗ bây giờ là nó rất chi là mê tín về cái việc đạo Phật. Cũng bái không bái nó không tin, nó không hỏi thì nó lại bán cho. Chứ cái bữa tình cờ con sang con chơi, con sang nhà, thường thường con hay sang nhà, thế cái bữa nó mê mồm cơm lên, nó đau, nhăn nhó gì này.
Nếu mày sao mà mày đau tận hết rồi. Cháu mấy lâu này đau cái dạ dày lắm chú ạ. Đúng mới có tin đâu. Đúng, cháu lâu này cháu nghe tin phong anh là cô hỏi. Nhưng mà cháu chưa dám hỏi. Khó chứ hỏi em không hỏi chứ cái sao. Chứ chồng nó mới cái sao hỏi bà đi. Rồi xin số cho Long mà nhắn tin. Thế thì sang lúc con sáng lúc 8 giờ thì anh thấy con cơm ra bụng quăng đang đau mà chạy sang luôn. Thì anh nhắn tin cho cha cái lúc nó khoảng 9 giờ. 9 giờ đêm đó. Thì sáng mai con mở cửa cho nhà con bán hàng mở cửa mở sáng thì thấy đứng phục sẵn rồi. Nó sẵn sẵn rồi, nó chạy ô ô ô. Cháu được cha nhắn lại rồi lúc 12 giờ kém 10. Chứ nó biết được không ơn, biết được tốt đó bà, chả được cái chi cả qua bà còn khỏe rồi. Ê, từ đó tôi còn nói với cha với cộng đoàn nha. Đến bây giờ nói cha với cộng đoàn thông cảm như lợn ăn bột luôn. Ngủ như lợn ăn bột luôn. Tức là lợn ăn bột xong là ngủ lăn như thế. Ngủ như cái gì? Ngủ như lợn ăn bột với cha. Ngủ như lợn ăn bột mà ngủ là không bao giờ. Mà ngày trước đấy trong quân chiến kiến nha. Không ngủ mà đau dạ dày không ngủ, đúng là không ngủ, mất 30 tuổi mà người nó còn béo bình thường mà nó còn mắc cái chứng bệnh như thế này, tức là đi bị đi khám là bị cái oxy không bơm lên não là nó cứ ngất xỉu cứ ngất, từ đó cho đi là không biết bệnh viện là cái gì khỏe. Mà con nói cái thật với cha với công đoàn đúng 3 giờ nó bấm cái nào mà đúng lên giờ và giờ con nó muốn cho đồng đúng 3 giờ là đọc lòng chúa tự do. Cái cô ấy, cái cô còn ấy. Cô không có đạo á? Không có đạo, mới ra là thuộc. Mà con bây giờ là con cũng cứ sớm trưa chiều tối, ba con đọc thần vô thân vọng. Và vợ con đọc không có đúng 3 giờ rồi. Mà con mà sáng qua đọc rồi. 3 giờ con đọc, tối trước khi thì cũng có đọc. Hallelujah! Rồi, thưa anh chị em, rồi hôm nay là anh đã đến đây và làm chứng cho vợ rồi cho người không có đạo và làm chứng cho anh ấy suốt 34 năm. Hôm nay quyết định mới quay về với Chúa nhờ chứng kiến biết bao nhiêu điểm thiên dấu lạ. Chứ không phải anh này không phải là người dễ tin, không phải là người cả tin đâu, đúng không? 34 năm nhất định không quay về vì chưa thấy, chưa tin, vì chưa có ai nói cho anh ấy để thuyết phục được anh ấy, chưa có nghe ai nói để cho anh cảm thấy là tâm phục khẩu phục. Nhưng mà lòng Chúa thương xót đã đúc chạm đến anh ấy và cho anh phải tâm phục khẩu phục, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm. Việc làm ấy là Chúa đã làm cho vợ anh ấy khỏi bệnh, làm cho người ngoại đạo ấy khỏi bệnh. 31 năm mất ngủ mà bây giờ ngủ lăn như bột. Như nó ăn bột rồi. Ăn bột xong rồi là nó lăn nó ngủ thôi. Ngủ như ăn bột. Phải không? Phải không? À, heo. Bác con là lợn, mà trong đây gọi là heo. Rồi. Con còn nghe bác con nữa. Thế con nói thật với cha cái đồng đoàn này là tháng 9 năm ngoái. Thì bác con là nghe nó cứ tức tức trở từ cung. Thế thì con vừa đi khám đi. Thì xuống tiến viện dưới khám thì người ta bảo là bị sơ u sơ tử cung, tranh thủ mà bóc đi không để cái ngày càng to. Thì tối về hai vợ chồng đi cầu nguyện, thì sáng mai con trai con đầu con lai lên cứ trên khám thì bảo không phải thuốc men không phải lo chi cả, mà về cái từ từ khỏi, đúng từ từ khỏi thật chặt. Thế cái này mới lạ. Thế mới lạ chứ, là 1, 2, 3 thế lạ chứ. Dưới ca cái quả lên 1, 2, 3 thế mới lạ chứ, 1, 2, 3 thế mới lạ chứ. Rồi đây tôi đang chơi hết chưa, tôi động cho anh đây là đứng đây 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 nha, bàn thờ Chúa đấy. Thế lần đầu tiên một người nhận các mảnh mà đến hôn và chân Chúa như vậy. Người 34 năm, cái hành động quá tuyệt vời. Có người khác tặng tấm hình là ôm, nhưng mà anh ấy tặng tấm hình ôm và hôn lấy chân Chúa. Thế mới... Đây là cuốn sách Con đường tín thác.
nha. Xin đi con đường thiên thác để tặng cho anh. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa đã móc anh lại sau 34 năm anh bỏ Chúa. Và đây anh đã có chàng chuỗi chưa? Đang chưa có chàng chuỗi. Đây, để tặng anh một chàng chuỗi để anh đeo vào nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Còn gì đâu? Cô Vân Lương nó không muốn xin cái đài cả. Cô không ngủ cho heo đâu, cô muốn xin cái đài. Cô ngủ heo, cô xin cái đài. Đây. Cái bà cha đây là trong cái dịp này là muốn đi với con. Để vào đây để làm chứng cho cha và cộng đoàn. Nhưng mà cô ấy là vì hai cái trường hợp. Tức là một là không làm được chứng minh thư. Vì con đi máy bay mà. Cái thứ hai nữa là cậu ruột mới mất. Đấy. Cho nên cũng... gửi về tặng cho. Gửi tặng cho cô cái máy này nhé. Nha. Rồi anh nói với cô ấy là thế mới... ấy còn quay xuống chào Chúa nữa. Thế